Chỉ cần một cái laptop cũ hoặc là một cái Chromebox từ đời nhà Minh như vậy là chúng ta đã có thể tự setup một cái cloud tại nhà với phí duy trì không đáng kể. Có thể thay thế Google Drive, OneDrive và một phần của iCloud nữa để xin dữ liệu từ mọi thiết bị trong nhà của các bạn như iPhone, iPad, laptop, máy bàn về một nơi duy nhất và có thể truy cập từ bất cứ đâu. Nhưng cái quan trọng đó là các bạn sẽ không tốn phí duy trì hàng tháng. Và nếu như các bạn giống mình là cái người mà quay dựng hay là làm về video, cái lượng dữ liệu mà cần phải lưu trữ khá là lớn, thì cái phí duy trì hàng tháng khi mà sử dụng những cái dịch vụ nó rất là lớn. Như hồi trước mình có sử dụng Google Drive thì cái phí duy trì của mình là 250 cho tới 300 ngàn một tháng. Nếu tính một năm thì mình đã mất ít nhất khoảng 3,5 triệu cho đến 4 triệu chỉ để duy trì cái lượng dữ liệu đó. Trong khi nếu như mình mua một cái Chromebox như thế này rất là rẻ, tầm 1 triệu ở trên Shopee chẳng hạn, kết hợp với một cái ổ cứng như vậy tầm khoảng 5T, giá khoảng 2,8 triệu là tương đương với giá sử dụng hàng năm rồi. Nhưng mà cái này có thể sử dụng cho tới bất cứ khi nào mà cái ổ cứng này còn. Và nếu thích thì mình có thể cắm thêm một cái ổ cứng tương tự như vậy nữa thì mình có thể có 10T rồi. Nếu như các bạn có tham khảo giá sử dụng cloud ở trên mạng thì các bạn sẽ thấy là cái giá để mà các bạn đầu tư ban đầu cho một cái cloud như vậy nó rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng với giá mà các bạn thuê cloud một năm thôi. Và với mình thì mình rất là thích cái việc chủ động cái dữ liệu của mình, thành ra cái lựa chọn này đối với mình nó rất là xứng đáng. Cái phương án mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn hôm nay đó là sử dụng Nextcloud, là một cái dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí, local. Thực ra là các bạn có thể cài trực tiếp Nextcloud trên cái máy tính của các bạn và sử dụng máy tính của các bạn như là một cái server. Nhưng mà như vậy thì các bạn phải luôn bật máy tính của mình để mà truy cập dữ liệu từ những cái thiết bị khác. Cho nên mình vẫn recommend các bạn là mua một cái Chromebox hay là một cái mini PC bất kỳ. Nói chung là không cần phải quá mạnh, tại vì nó chỉ làm duy nhất một việc đó là xin dữ liệu thôi. Đối với mình thì cái này nó rất là perfect, tại vì chạy rất là êm. Hầu như là mình không cảm nhận được cái điện năng tiêu thụ của nó luôn, tại vì cái tiền điện hàng tháng của mình nó vẫn như cũ. Cái bất cập duy nhất đó là các bạn phải đụng một tí tới kỹ thuật. Nhưng mà giống như mình thì vốn không phải là dân coding hay là IT gì, nhưng mà mình chỉ cần tìm hiểu trên mạng thôi là mình đã làm được. Mình nghĩ là nó không quá phức tạp, các bạn chỉ cần chú ý một tí thôi. Mình sẽ giới thiệu qua về các bước trong cái quá trình làm để các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn. Đầu tiên là cài hệ điều hành Linux vào cái Chromebox này. Sau đó chúng ta sẽ cài Nextcloud vào cái máy này. Và setup để Nextcloud nhận cái ổ cứng này là một cái vùng dữ liệu của nó. Thôi không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu chỉ các bạn luôn nha. Để tạo bộ cài cho Linux thì các bạn có thể sử dụng cái software tên là Rufus. Các bạn có thể vào địa chỉ này để tải nó về. Ở đây mình sẽ tải bản 4.5. Tiếp theo mình sẽ tải cái phiên bản Linux mà mình muốn, đó là Q4OS. Các bạn có thể vào địa chỉ này và đến download. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái phiên bản ở đây, thì mình sẽ chọn là Q4OS Aquarius Trinity Live. Nó sẽ hiện ra cái bản này, các bạn có thể trả tiền nếu các bạn muốn, còn không thì nhấn Not Now Take Me to the Download và nó sẽ dẫn tới cái trang download ở đây. Mình sẽ save nó lại, cái file ISO. Sau khi đã tải cái file ISO về rồi, chúng ta sẽ quay lại Rufus. Trong device thì đó là cái USB của chúng ta thì nó đã chọn sẵn ở đây rồi. Chúng ta sẽ chọn cái file ISO ở đây là cái file chúng ta vừa mới tải về, nhấn Open. Về partition scheme, do là mình sẽ cài lên cái máy này, thành ra mình sẽ chọn partition scheme đó là GPT, target system là UEFI, volume label thì chỉ là cái tên của USB file system. Mình sẽ để nguyên là FAT32, sau đó mình nhấn Start. Nó sẽ thông báo ở đây nếu như các bạn có dữ liệu gì thì nên backup trước, vì cái này nó sẽ xóa hết. Mình sẽ chọn là Write in ISO Image Mode thì nó sẽ thông báo một lần nữa. Bạn nhấn OK. Sau khi xong nó sẽ báo ready, thì mình tắt nó đi và rút cái USB ra thôi. Bây giờ mình sẽ cắm nó vào và cắm điện vào cái máy này để mà cài Linux lên nó. Khi mà đã boot được rồi thì chúng ta sẽ vào cái màn hình menu như thế này. Mình sẽ chọn cái lựa chọn đầu tiên, nhấn Enter. Mình sẽ chờ để nó khởi động lên. Các bạn nhấn vào Q4OS Installer trên màn hình chính. Nó sẽ hiện ra cái bảng install như thế này. Mình nhấn Next, để nguyên là Azure, cái vị trí của các bạn. Để nguyên như vậy, nhấn Next tiếp. Ở đây mình sẽ chọn là QoS Pure. Nói chung là để cho nó gọn nhẹ nhất thôi. Ở đây nó sẽ hiện cái ổ đĩa của cái máy này. Ở đây mình sẽ chọn là Erase Disk, là Swap to File. Ở đây nó sẽ hiện ra tương tự như vậy. Mình sẽ nhấn Next.
Bây giờ sẽ chọn cái tên của cái máy server chẳng hạn. Ở đây các bạn sẽ đánh password của các bạn. Và mình chọn login automatically without asking for the password. Chủ yếu là để cho nó gọn nhẹ thôi. Sau đó nhấn next, coi lại một lần nữa và nhấn install. Bây giờ mình sẽ chờ để cho nó cài đặt. Sau khi mà cài xong thì nó sẽ hiện ra các bạn như vậy. Các bạn nhấn done, nó sẽ tự động restart. Sau khi đã cài đặt xong và reset máy, chúng ta sẽ có cái hệ điều hành như vậy. Bây giờ mình sẽ vào Start Install Applications để cài web browser. Mình sẽ xài Chromium tại vì nó rất là nhẹ và nó vẫn hỗ trợ những cái tính năng mới nhất. Mình double click vô nó, download và cài vào máy. Mình nhấn Next, Install. Sau đó mình nhấn Next tiếp và Finish. Tắt cái này đi. Mình đã có cái Chromium ở đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài Nextcloud. Cái này thì mình sẽ xài Terminal, tức là giống như là Commandos của Windows vậy đó. Nhấn Start kiếm Terminal thì nó sẽ hiện ra ở đây. Những cái lệnh mà mình sẽ xài trong đây thì mình sẽ để trong phần Description. Các bạn có thể sử dụng Chromium để lên YouTube lấy những cái dòng lệnh đó. Bây giờ mình sẽ paste cái dòng lệnh kiểm tra những cái thiết bị đã cắm vào cái Chromebox này và lấy cái UUID của nó. Ở đây mình có SDA, chính là cái ổ SSD của cái Chromebox. Cái mà mình cần làm đó là SDB này 4.5T. Mình sẽ có UUID của nó ở đây. Thì mình sẽ copy nó, sử dụng dòng lệnh này để mở file fstab, enter. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như vậy. Mình sẽ nhấn xuống cho tới dòng cuối cùng. Sau đó nhấn UUID bằng và shift insert để paste cái UUID lúc nãy. Sau đó space, nhấn là chéo, media, kéo, cloud 1 chẳng hạn. Tại vì có thể sau này mình sẽ thêm một cái ổ cứng nữa thì sẽ đặt tên là cloud 2 kiểu vậy. Cái ổ này của mình đó là NTFS cho nên mình sẽ khai báo nó là NTFS. Sau đó tiếp before no airtime space 0 space 1. Vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ load nó lại bằng cách là nhấn Ctrl X. Nó sẽ hỏi là save modify buffer ở dưới đây. Mình sẽ nhấn Y, nhấn Enter. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nó. Mình vào My Computer, sau đó vào phần Storage Media. Ở đây có ổ 4.5, mình double click vô để cho nó nhận cái ổ cứng này. Sau đó mình vào phần Location, mình nhấn chéo, Enter. Nó sẽ về lại cái thư mục Home của Linux. Mình vào Media, nó sẽ hiện ra cái phần lúc nãy mà mình đã khai báo ở đây, đó là Cloud 1. Nhấn vô thì nó đã về đúng cái Storage Media lúc nãy mà mình đã kiểm tra. Như vậy là mình đã khai báo cái ổ cứng xong rồi. Bây giờ mình sẽ cài Nextcloud vào. Những cái bước cài này thì hầu như là các bạn chỉ cần copy và paste qua cái terminal này thôi. Bắt đầu là cài Docker bằng cái lệnh curl thì các bạn copy và paste qua để cho nó chạy. Như vậy là cài xong rồi. Sau khi đã cài Docker xong thì các bạn copy cái dòng lệnh để cài Nextcloud rồi paste vào terminal, lại chờ tiếp thôi. Khi nó hiện ra những cái dòng chữ xanh như vậy là Nextcloud đã bắt đầu chạy rồi. Bây giờ các bạn có thể tắt đi và bật terminal lại để mà set quyền vào cái thư mục lúc nãy bằng hai cái lệnh như sau. Sau đó mình sẽ bật Chromium mà mình cài lúc nãy lên và vào địa chỉ như vậy. Nó sẽ báo connection not private như vậy, nhưng mà không có vấn đề gì. Mình chỉ cần nhấn advance và proceed to localhost. Nó sẽ hiện Nextcloud AIO setup như vậy. Ở đây nó có cái phần password thì các bạn phải copy và đừng làm mất nó. Sau đó các bạn nhấn open Nextcloud AOI login. Ở đây mình sẽ paste cái password lúc nãy và nhấn login. Nó sẽ hiện ra các bạn như thế này. Để mà tiếp tục thì các bạn phải có một cái domain để mà truy cập vào cái server này. Thì mình sẽ vào cái địa chỉ dns.org. Mình sẽ sign in with Google. Sau khi sign in được rồi thì nó sẽ hiện ra các bạn như thế này. Thì mình sẽ chọn tên cloud của các bạn. Mình sẽ chọn một cái tên mà không có bị trùng với người khác. Ví dụ ở đây là test2468 chẳng hạn. Nhấn add domain. Các bạn copy cái domain này vào. Quay lại với bảng Nextcloud này, các bạn phải nhớ là nhấn Nextcloud chấm rồi mới paste cái phần domain còn lại của các bạn vào. Sau đó mới nhấn submit domain. Nếu như các bạn gặp cái lỗi như vậy, có nghĩa là các bạn chưa port forward cái router của các bạn. Các bạn cần phải biết được cái địa chỉ của cái Chromebox này thì các bạn sẽ xài cái lệnh trong terminal, đó là hostname gạch ngang y viết hoa. Enter thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ của các bạn ở đây. Bây giờ mình sẽ vào router để mở những cái port của Nextcloud cho cái Chromebox của mình. Thì mình sẽ vào ở địa chỉ 192.168.1.1. Để mà chỉnh được địa chỉ này ở một số máy thì các bạn cần phải cài cái phiên bản Chrome đúng thì nó mới được. Phiên bản mình đang sử dụng đó là 74.0. Thì mình sẽ để cái file cài ở trong phần description nếu như các bạn cần. Nó sẽ hiện ra các bạn như thế này.
thì mình nhấn vào Advanced, nhấn Proceed, sau đó đánh cái username và mật khẩu của cái router của các bạn vào. Mình sẽ vào Advanced Setup, vào phần NAT, ở đây là WAN1 Virtual Server. Nếu như các bạn chưa có những cái setup sẵn thì các bạn chỉ cần chọn như mình, tên cái application chọn cái gì cũng được. Ví dụ mình ghi là Nextcloud, protocol thì chọn là on, port number thì là những cái port mà mình đã ghi ở trong phần description rồi. Cái local IP address là cái lúc nãy chúng ta vừa kiểm tra xong, sau đó mình nhấn apply là được. Đây mình đã sửa cái port cho nó đúng với địa chỉ của mình rồi. Bây giờ quay lại thì mình sẽ nhấn submit domain lại một lần nữa. Bây giờ nó đã được rồi, mình click vô. Phần phía dưới này là optional container, tức là những cái ngoài cái Nextcloud ra nó có một số cái tính năng mà các bạn muốn cài thêm hay không. Ở đây mình sẽ chỉ cần imaginary là để đọc những cái file về hình ảnh thôi. Nhấn save change. Phần time zone thì mình sẽ chọn là Asia Hồ Chí Minh, sau đó submit. Bây giờ thì có thể bắt đầu download và start containers. Mình sẽ chờ cái này trong khoảng 5 đến 10 phút. Đây nó hiện ra các bạn như vậy. Các bạn có thể nhấn reload để check coi thử là nó đã xong hay chưa. Đây, nó đã xong hết rồi. Thì nó màu xanh hết và có cái địa chỉ ở đây. Nó sẽ cho các bạn sẵn cái username là admin với password như vậy. Thì mình sẽ copy cái password này và nhấn open cho Nextcloud. Mình sẽ nhấn admin và password, sau đó nhấn login. Đây, nó đã vào rồi. Thì đây là cái dashboard của nó. Mình sẽ vào phần file để check. Bây giờ mình sẽ đổi lại mật khẩu của mình, vào phần này chọn Administration Setting và phần Security. Các bạn paste cái current password và đánh cái password mới của các bạn vào. Sau đó nhấn Change Password, nó sẽ hiện ra các bạn save ở đây. Như vậy là xong rồi. Mình cần phải add cái cloud 1 lúc nãy mà chúng ta đã làm vào cái cloud này. Mình sẽ vào phần này chọn App, vào phần Features Apps và kiếm External thì nó sẽ hiện ra cái này, External Storage Support, nhấn Enable. Mình sẽ về lại cái Administration Setting này. Chúng ta vào phần External Storage. Bây giờ mình sẽ add cái Cloud 1 lúc nãy. Mình sẽ ghi là Cloud ở dưới 01. Phần này thì mình chọn là Local. Location thì là như lúc nãy mình khai báo thì đó là chéo Media, chéo Cloud 01. User thì mình sẽ nhấn là on user. Nó sẽ hiện ra cái dấu xanh ở đây, mình nhấn save. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ back về phần file để kiểm tra là nó đã vô hay chưa. Thì đây, cái phần cloud 1 nó đã vô rồi. Những cái khác nó chỉ là cái file mẫu thôi, các bạn có thể xóa đi hết. Nhấn vào đây, bỏ chọn cái cloud 1 đi, nhấn dấu 3 chấm ở đây, delete. Thì khi vào cloud 1 này, nó sẽ link với cái ổ đĩa mà chúng ta đã cắm vào lúc nãy. Cái phần NC data này cũng chính là mà mình đã setup cái Nextcloud qua luôn cái ổ đĩa này để mà không có bị vấn đề gì về cache. Lúc mà Nextcloud nó sync file quá lớn làm cho cache bị tràn qua khỏi dung lượng tối đa của SSD trong cái Chromebox này. Còn một vấn đề nữa mà chúng ta cần phải giải quyết đó là Dynamic DNS. Cái địa chỉ mà lúc nãy chúng ta đăng ký nó sẽ gắn với cái IP của cái Chromebox hiện tại của chúng ta. Nhưng mà cái IP này nó sẽ thay đổi, mình lại phải vô đây để mà update cái IP mới. Thì mình cần phải setup để mà đất DNS nó sẽ tự động kiểm tra khi mà thấy cái sự thay đổi về IP thì nó sẽ update lên cái phần này. Thì chúng ta sẽ back lại với Terminal. Chúng ta sẽ tạo một cái thư mục tên là đất DNS, sau đó chúng ta sẽ cd đến nó. Chúng ta sẽ tạo một cái file tên là đất.sh bằng cái lệnh là test đất.sh. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng nano để mở cái file đất.sh này lên. Sau đó các bạn sẽ copy cái dòng lệnh mà mình đã để sẵn. Các bạn cần phải thay cái địa chỉ của các bạn và cái token trong cái đất DNS thì cái này nó mới có tác dụng. Các bạn có thể lấy cái token của các bạn ở đây. Địa chỉ thì là cái mà các bạn đã dùng để mà đăng ký Nextcloud. Thì cái dòng lệnh nó sẽ là như vậy. Đây là cái dòng lệnh của mình. Ctrl X, E, Enter. Bây giờ mình cần phải mở permission cho cái file này bằng cái dòng lệnh này. Sau đó là dòng lệnh này. Mình xuống dưới cùng và add cái dòng này vào. Sau đó lại Ctrl X, E, Enter. Bây giờ mình sẽ chạy cái file này. Đây xong rồi. Để kiểm tra nó đã hoạt động hay chưa thì mình sẽ nhấn nano dot.log. Nếu trong này là cái chữ ok
thì setup đã xong rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn setup xong cái Nextcloud và duy trì được nó. Chứ có nhiều cái tutorial trên mạng nó sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cài được Nextcloud, nhưng mà có những cái vấn đề về sau thì mình lại không thấy. Cho nên là mình đã tổng hợp tất cả mọi thứ vô một cái tutorial như vậy. Nếu có vấn đề thì các bạn sẽ biết cách giải quyết. Mình biết là sẽ có nhiều phần nó khá là rối rắm một tí. Có vấn đề gì thì các bạn cứ comment. Nếu mà có thể thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.